mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2017 tại Việt Nam. Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Điện Biên, vượt sông nổ súng khống chế hai đối tượng mua bán trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp. Cảnh báo viêm cầu thận do liên cầu khuẩn có thể lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2017 tại Việt Nam. Không khí tại lễ phát động diễn ra hết sức sôi nổi với sự tham gia của đại sứ chiến dịch giờ trái đất là ca sĩ Noo Phước Thịnh, MC Phan Anh và Á hậu Thụy Vân. Năm nay, chiến dịch vẫn được triển khai rộng rãi khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa. Giờ trái đất là sự kiện quốc tế hàng năm, bắt đầu từ thành phố Sydney ở Australia do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng. Tính đến nay, đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch giờ trái đất năm 2017 là năm thứ 9 Việt Nam tham gia. Chiến dịch nhằm khuyến khích, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất là tắt đi những thiết bị điện không cần thiết nhằm tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cái việc phát động hay không thì thật sự nó cũng không quan trọng nếu mà cái ý thức của con người cao. Nhưng mà nếu mà có cái sự phát động, có một sự lan tỏa rộng của một cái thông điệp nào đấy thì mọi người sẽ có sự hưởng ứng lớn hơn. Thì từ đấy, từ những cái hành động nhỏ thì trong quá trình mọi người thực hiện thì nó sẽ có một cái sức lan tỏa, một cái sự thành công nhất định ạ. Sau lễ phát động, các hoạt động bên lề khác nhằm hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng 3 trên phạm vi cả nước. Trong các chuỗi sự kiện, các đại sứ sẽ kêu gọi đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2017. Theo Bộ Công Thương, sau 9 năm tổ chức chiến dịch giờ trái đất, qua phản hồi từ các mạng lưới tình nguyện viên cho thấy, nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được tăng lên. Ngày 6 tháng 3, toàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, quyết tâm xóa bỏ các điểm nóng tồn tại từ lâu nay. Đây cũng là đợt ra quân nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh 1997-2017 gắn với kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuyến đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu với hàng trăm hộ dân buôn bán kinh doanh và có đặc thù khu vực giáp ranh giữa các địa phương với nhau được chọn là tuyến đầu tiên để các địa phương đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Giải phóng vấn đề bờ hè, đường phố thông thoáng, đó là một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân được thoải mái và thuận lợi. Quyết tâm và sự công bằng trong xử phạt của thành phố đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân, ngay cả những trường hợp sai phạm bị xử lý. Họ mà cô họ để xài dưới là cô sẽ nhắc nhở người ta đem vô rồi chứ không có gì. Còn như Nhà nước đã ban hành là cô chấp nhận thôi, cái cô không có phần nào chứ trời á. Trong đợt ra quân cao điểm tháng 3 này, các địa phương cũng đã tiến hành tuyên truyền vận động, nên nhiều hộ tiểu thương đã có ý thức chấp hành nghiêm việc buôn bán, kinh doanh đúng với quy định và cam kết giữ trật tự lâu dài. Để đảm bảo sự công bằng thì tất cả các hộ đều được vận động, tuyên truyền và xử lý theo đúng quy định pháp luật, không chừa một ai. Với lực lượng ra quân dịu dứt cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, lực lượng chức năng thành phố và các địa phương quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn một cách bền vững. Thưa quý vị, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông – Hà Nội đã được thi công một thời gian dài. Và dưới gầm công trình này, nhiều nơi đã biến thành bãi đổ xe, vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Phản ánh của phóng viên về tình trạng xẻ thịt đất dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam – Lãng Yên. Ngay dưới gầm công trình này, hàng trăm xe ô tô đổ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Bãi đỗ xe ở dưới chân cầu này nó như công trình đang thi công ở trên, nó mà rơi các cái vật liệu xuống thì nó cũng gây ảnh hưởng tai nạn. Cái thứ nhất là xe thậm chí có khi còn đỗ ra cả vỉa hè, xuống cả lòng đường. Đấy là nhất, nếu trên đường trên bãi chỗ giữa đô đông ấy thì là đỗ xuống vỉa xuống bên dưới. Thế cho nên là cái đi lại, nhất là cái đường này, tức là thông từ Thái Hà bây giờ ấy là con đường một chiều. Đường một chiều thì nó mật độ đông rất đông, nhất là các giờ cao điểm. Thế thì đi người ta đi lại rất là khó khăn. Theo người dân cho biết, bãi đỗ xe này đã tồn tại mấy năm nay, có người trông giữ. Tìm hiểu của phóng viên,
Dù không niêm yết giá trông giữ, tên doanh nghiệp trông giữ, không thấy có nhân viên trông coi, nhưng khi chủ phương tiện lên xe nổ máy, lập tức có người ra thu tiền với mức phí từ 30.000 đến 50.000 đồng một lượt và hoàn toàn không có giá trông giữ xe. Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ quy định, không sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Để xử lý tình trạng đổ xe trái phép này, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa đã đề nghị ban quản lý đường sắt nhanh chóng xem xét phương án thu nhỏ giải phân cách giữa tuyến phố Hào Nam để mở rộng mặt các đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là giữa vụ thu hoạch sắn, nhưng nhiều rẫy sắn ở các địa phương đành bỏ hoang. Người trồng không mặn mà với loại cây trồng từng được coi là cây xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi, ghi nhận tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Hiện đang giữa vụ thu hoạch sắn, tuy nhiên giá sắn xuống thấp, từ 600 đồng đến 650 đồng 1 kg, đã khiến người trồng không muốn thu hoạch. Vì có thu hoạch, nhưng với giá như hiện nay, sau khi trừ công thu hoạch và chi phí vận chuyển, người trồng vẫn phải chịu lỗ. Hệ quả là nhiều rẫy sắn của bà con đành chấp nhận bỏ hoang, hay nhiều hộ tìm hướng chuyển sang trồng cây khác. Giá thấp quá, không biết là có nhổ bán được hay không. Thì giá sắn năm nay thì nó còn rẻ hơn năm ngoái, mà nó bị thiệt hại gì nữa là tôi mua bà con mất chén hết. Một nguyên nhân khác khiến người trồng sắn hết sức lo lắng chính là sắn cho năng suất thấp. Những năm trước, mỗi hecta sắn trồng mới thu hoạch được từ 40 đến 50 tấn củ. Năm nay, năng suất giảm hơn 50%. Cùng với đó, độ bột trong củ cũng xuống thấp. Điều này bắt nguồn từ việc cuối năm 2016, thời điểm cây sắn tạo củ và trữ bột thì gặp mưa kéo dài, khiến nhiều diện tích bị úng nước, làm thối củ hoặc độ bột thấp. Hiện nay trên thị trường thì người ta mua sắn xô khoảng cỡ 600-700.000 ký so với cái mặt bằng năm ngoái thì là hạ còn cả ngàn đồng, cho nên là vừa những hộ trồng sắn thì nó sẽ gặp khó khăn hơn. Năng suất thì nó không được cao và đồng thời là cái giá nó hạ thấp quá, cho nên là bà con người ta cũng có số ít người ta chuyển qua cái cây ăn trái cũng như là cây lâm nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng sắn là cây trồng có thể xóa đói nhưng không thể giảm nghèo. Thực tế cho thấy người dân gắn bó với cây sắn đang liên tục đối mặt với nhiều rủi ro, khả năng thành công là rất thấp. Do thời tiết thất thường từ trước Tết đến nay khiến mùa đánh bắt ruốc của ngư dân tại thành phố biển Đà Nẵng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiện dù đã gần hết mùa ruốc nhưng sản lượng khai thác ruốc của ngư dân chỉ bằng một nửa so với mùa trước. Ruốc đánh bắt được ngày càng giảm và con ruốc cũng nhỏ hơn. Mùa ruốc có trễ nhưng lại kết thúc sớm, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của ngư dân. Bù lại việc sản lượng khai thác giảm thì giá ruốc năm nay cao hơn, với mức giá 1 kg dao động từ 11 đến 45.000 tùy loại. Nhờ mức giá cao mà những ngày cuối mùa ruốc này, người ngư dân vẫn hàng đêm bám biển với hy vọng khai thác hết lộc biển đầu năm. Thưa quý vị, vừa qua, một kỹ sư tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Khánh Hòa đã vừa chế tạo thành công máy bơm nước không cần đến nguồn điện hoặc xăng dầu. Loại máy bơm này đã giúp bà con tiết kiệm được rất nhiều chi phí tưới tiêu, nhất là ở những khu vực trồng cây ăn quả tại các vùng cao, vùng đồi núi. Đây là máy bơm thủy năng do kỹ sư Lê Xuân Hải chế tạo, đang đặt trong vườn trồng xoài tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Loại máy bơm này có chức năng bơm nước từ một ao hồ để đưa nguồn nước lên các vườn trồng xoài có độ cao gần 10 mét với đường ống dẫn gần 100 mét. Điểm đặc biệt là máy không cần dùng đến nguồn điện hoặc xăng dầu. Để hoạt động tốt, máy chỉ cần đặt ở vị trí thấp hơn các ao hồ vài mét để tạo dòng nước chảy xuống máy. Sau đó, máy sẽ tự hành bơm để đưa nguồn nước lên các vườn xoài ở vị trí cao. Từ đầu cao, người tưới tiêu có thể lắp hệ thống tưới vỏ giọt hoặc phun sương, ổn định độ ẩm cho cây trồng, nhất là các loại cây ăn quả. Là cái bơm thủy năng. Bơm này sử dụng thế năng nguồn nước để tự hành, cho nên tên trong cái dòng bơm thủy năng này là bơm xung áp. Bơm với cái loại bơm đang hoạt động đây có công suất tối đa là 30 khối một ngày đêm. Ở độ cao là 10 mét. Bơm hoạt động không có sử dụng nhiên liệu như là xăng, dầu, điện. Bơm tự hành nhờ cái thế năng của nguồn nước, cho nên là không tốn nhiên liệu. Được biết, ngoài bơm xung áp đặt tại các ao hồ, anh Hải còn chế tạo loại máy bơm xoắn đặt tại các cống xã, các kênh mương, sông suối, nơi có dòng chảy mạnh để tạo áp lực cho máy tự vận hành. So với phương pháp tưới tiêu truyền thống, máy bơm thủy năng thông minh này không chỉ đem lại hiệu quả cung cấp nước cho cây trồng tốt, mà còn giúp bà con tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong trồng trọt. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 3, một chiếc xe đầu kéo khi đang lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ thị xã Bến Cát về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bất ngờ lao vào nhà dân khiến một người tử vong. Theo đó, sáng ngày 6 tháng 3, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 93C06370 do tài xế Bùi Quang Vinh điều khiển
Khi đến khu vực cây xăng Thới Hòa thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, thì xe bất lái lao vào cửa hàng điện thoại di động 379 nằm ở góc đường. Cú tông mạnh làm sập một phần các nhà phía trước đè ông Lê Văn Khanh, sinh năm 1957, đang cụ cùng cháu ngoại Nguyễn Lê Hoàng Duy, 3 tuổi. Theo người dân cho biết, may mắn cháu Duy không bị thương tích gì, riêng ông Khanh tử vong tại hiện trường. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần đầu. Sau khi gây tai nạn, tài xế Vinh đã đến công an phường Thới Hòa trình diện. Bước đầu tài xế trình báo, khi xe đến khu vực trên do né tránh một người đi xe đạp băng qua đường nên mất lái tông vào cửa hàng điện thoại. Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ lái xe và phương tiện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cũng tại Bình Dương, trước đó vào khoảng 18 giờ 40 phút tối ngày 5 tháng 3, tại thành phố Thủ Dầu Một đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, xe ô tô tông người phụ nữ đi đường bị thương rồi lao thẳng vào một quán ăn. Theo đó, xe Camry mang biển số 50Z1967 do tài xế Lý Thái Nguyên, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một điều khiển, chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ trạm thu phí Suối Giữa về ngã tư chợ Cây Dừa, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Khi xe vừa qua đoạn cua thì bất ngờ lao sang lề trái, tông vào xe máy mang biển kiểm soát 61N1-1075 do bà Bùi Thị Hường, 55 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, điều khiển theo chiều ngược lại, làm bà bị hất văng và gãy một chân. Chưa dừng lại, chiếc Camry tiếp tục lao về phía trên, leo lên vỉa hè, tông vào khu chế biến của quán phở ven đường, khiến nhiều hành khách đang ngang hoảng loạn bỏ chạy thoát thân. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào trụ điện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây tai nạn, tài xế có dấu hiệu uống rượu bia nên bị người dân giữ lại. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó xử lý tai nạn. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 3, tại km 72 945 quốc lộ 24B thuộc địa phận thôn Gò Rọc, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người, 5 người khác bị thương nặng. Theo đó, rạng sáng 6 tháng 3, xe taxi mang biển kiểm soát 76A-05230 do Bùi Duy Bình, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Chi Lăng, huyện Sơn Hà, điều khiển chạy theo hướng xã Sơn Trung về thị trấn Chi Lăng. Trên xe chở theo 5 người, khi đến đoạn km 72 945 quốc lộ 24B thuộc địa phận thôn Gò Ruột, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, xe taxi đột ngột bất lái và rớt xuống cầu ở độ sâu trên 5m. Vụ tai nạn làm anh Phan Vũ Quang Tuân, sinh năm 1985, trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tử vong tại chỗ. Tài xế và 4 khách còn lại bị thương nặng đã được trung tâm y tế huyện chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Sơn Hà phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh. Với thủ đoạn là vờ thuê phòng ở khách sạn dài hạn để tạo lòng tin, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên khách sạn, vụ việc đang được công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ. Đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh, trú thành phố Nha Trang, bị công an thành phố Nha Trang tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đối tượng đến khách sạn Vi Hoàng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang ký hợp đồng thuê phòng ở dài hạn. Sau khi hoàn tất thủ tục, đối tượng này nhờ nhân viên khách sạn chở đi mua đồ dùng cá nhân. Lấy lý do không đủ tiền, đối tượng mượn của nữ nhân viên khách sạn chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 3 triệu rồi tẩu thoát. Công an thành phố Nha Trang đã truy tìm, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh. Nguyễn Ngọc Cảnh là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 3, công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 4.000 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an đã phải vượt sông, nổ súng để trấn áp các đối tượng, đảm bảo an toàn. Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3, tổ công tác công an Điện Biên Đông làm nhiệm vụ tại khu vực Bản Kéo, xã Triền Sơn, huyện Điện Biên Đông, phát hiện 2 đối tượng trong chuyên án là Vàng Chua Già, sinh năm 1966, và Ly A Cở, sinh năm 1994, trú tại xã Đứa Bòn, huyện Sơn Mã, tỉnh Sơn La, điều khiển xe máy bị kiểm soát 26B202169 đi về hướng trung tâm huyện Điện Biên Đông. Khi tổ công tác áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ các đối tượng nhảy xuống xe và điên cuồng tấn công lại lực lượng công an. Thấy hành vi của các đối tượng manh động và hết sức liều lĩnh, tổ công tác phải nổ súng để khống chế, thì bất ngờ đối tượng Ly A Cở đã lao xuống sườn dốc sâu 20m và bơi qua sông Mã nhằm thoát thân. Sau một tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm nguy, các trinh sát đã theo sát và khống chế đối tượng giữa dòng nước dữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp được bọc kỹ trong túi ni lông và giấu trong áo của Vàng Chua Già cùng một số tang vật có liên quan. Hiện chuyên án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Điện Biên Đông tiếp tục đấu tranh mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, phim Cầu Thận Cấp
là một bệnh mắc phải do nhiễm liên cầu khuẩn hoặc do các bệnh tự miễn. Thời gian gần đây, thông tin 20 trẻ tại Nghệ An nghi mắc viêm cầu thận, trong đó có 2 trẻ đã tử vong, khiến cho nhiều người dân hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định đây là bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu các bậc cha mẹ nhận biết được dấu hiệu và đưa trẻ đến điều trị sớm. Bệnh nhi Nguyễn Phúc Minh, 8 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội, được gia đình cho vào điều trị tại khoa thận và lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương khi có dấu hiệu sưng phù mặt trầm trọng. Trên đường đi học là nó cứ hay ngủ gật. Sau đấy thì nó cũng có lúc thì nó bảo nó hơi đau bụng một chút. Thế xong rồi thấy cũng mắt ấy thì là cũng kiểu như là thấy nó cũng hơi là phù lên, cho nên cái mí mắt nó hơi sụp xuống. Thế thì là sau khoảng 4-5 hôm rồi đấy thì là cháu nó đi học thì nó bảo là đến trường thì là nó đi đái đỏ. Bác sĩ Dương Thị Thanh Bình, người trực tiếp điều trị cho bé Phúc Minh cho biết, với bệnh viêm cầu thận cấp, thông thường nếu được phát hiện sớm thì trẻ cũng không cần phải nhập viện. Tuy nhiên trong trường hợp này, trẻ bị viêm cầu thận cấp trên nền sức khỏe có bệnh lý phức tạp. Với cái tình trạng mà viêm cầu thận cấp này thì em bé sẽ cần đa số giai đoạn em bé nằm viện chỉ trong giai đoạn khi em bé có huyết áp cao và có phù. Còn lại thì khi hết giai đoạn mà cấp tính thì bé có thể được điều trị ngoại trú, theo dõi khám định kỳ sau khi ra viện khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Các bác sĩ cũng cho biết đây là một bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi và không quá nguy hiểm. Bệnh viêm cầu thận có 2 loại, một là do các bệnh tự miễn bẩm sinh, hai là do liên cầu khuẩn. Và trong trường hợp trẻ mắc bệnh nghi do liên cầu khuẩn với các biểu hiện như viêm họng thì rất dễ lây lan. Vi khuẩn liên cầu thì nó lây qua đường hô hấp, tức là khi mình nói hoặc là khi mà mình tiếp xúc trực tiếp, tức là lây qua đường da. Thì sau một cái thời gian ủ bệnh 1 đến 2 đến 3 tuần thì bệnh nhân sẽ xuất hiện các cái triệu chứng, chẳng hạn ví dụ như là các triệu chứng là phù mức độ nhẹ này, bệnh nhân có cao huyết áp và nước tiểu nó sẫm màu, và khi bệnh nhân đi tiểu ít. Bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ có biểu hiện như viêm họng, sưng phù nề, đặc biệt là đi tiểu đỏ nghi do viêm cầu thận thì các bậc cha mẹ cần phải đưa đi khám sàng lọc để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị, tránh lan rộng ra cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp. Sai phạm trong việc bổ nhiệm thừa 32 hiệu phó ở huyện Krông Park, Đắk Lắk. Khánh Hòa thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ trang trại rắn muối và gà Đông Tảo. Nha Trang, 100 hộ dân mong muốn có lại dòng suối không ô nhiễm.